Như thế này mà chỉ có 2 mét móng và bằng cư tràm, và người dân nơi đây người ta cũng khẳng định là cách đây 20 năm là người ta thấy xây dựng toàn bằng cư tràm hết, nên tôi thấy là rất nguy hiểm và phải xử lý ngay. Và các cấp trên của tôi cũng đã đồng ý để cho di rời cái việc này. Cái này nó không giống như di rời các chung cư cấp D nguy hiểm. Các chung cư cấp D nguy hiểm là chúng ta có quy trình vận động tuyên truyền bà con để niêm yết, thông báo có một thời gian nhất định, cả tháng trời mới di rời bà con. Nhưng riêng cái này nó sập bất cứ lúc nào. Đây là một cái tình huống mà đặc biệt khẩn cấp nên quận 1 phải thực hiện như thế. Việc di rời này là như tôi đã nói là một cái vấn đề mà đảm bảo đến cái việc mà an toàn tính mạng của tất cả những người dân đó. Còn cái việc xây dựng lại hay là gia cố cái chung cư này là sẽ thành phố sẽ quyết định trên cơ sở tham mưu các sở ngành, các đơn vị chuyên môn.